Năm 2006, khi về công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thị xã Điện Bàn, thầy giáo Nguyễn Lê Thành Tây nhận thấy các em thanh thiếu niên ở địa phương lúc bấy giờ thiếu một sân chơi lành mạnh sau giờ tan trường. Nhiều em bỏ học có dấu hiệu sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Với sự quyết tâm của người thầy giáo và cũng là một võ sư của võ đường Kỳ Sơn, thành phố Hội An, võ sư Thành Tây đã thành lập câu lạc bộ Dinh Trấn Võ để dạy võ và dạy múa lân sư rồng cho các em. Tham gia vào câu lạc bộ, các em không chỉ được học võ, được học múa lân mà còn được học cách làm người sao cho có ích. Sự dạy dỗ của thầy, sự quyên lân của các anh em, bè bạn trong đoàn lân đã dần hướng các em đến với cuộc sống tốt hơn. Về công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, những buổi chiều tôi đi dạy về tôi thấy rất là nhiều em không có những cái sân chơi nghịch ngợm, cho nên từ đó tôi mới nảy sinh một ý định là về là vừa dạy võ vừa dạy múa lân cho các em. Mục đích tôn chỉ mà tôi được đề ra đó là nhằm là cho các em đừng hư. Hầu hết các em ở trong câu lạc bộ của tôi là đều có hoàn cảnh rất là khó khăn, đặc biệt ba mẹ ly thân, nhiều em bỏ học rất sớm, hay chơi điện tử, đua xe. Chính vì vậy mà cho nên tôi là chỉ mong muốn các em một điều là đừng hư thêm nữa. Tôi thường hay nói với các em là tuổi trẻ mà không làm những điều gì thì khi về già là không có câu chuyện nào để kể cho con cháu các em. Từ nhỏ là em đã sống cùng với ba và mẹ, cũng nhờ vào võ đường, vào câu lạc bộ này là em được thầy và các anh em siêu huynh trong câu lạc bộ là dạy dỗ em rất nhiều. Dạ. Ngoài là những bài tập lăn và trống thì thầy đã dạy em những đạo đức để làm một người tốt, không dính vào các tệ nạn xã hội. Em rất biết ơn và rất trân trọng những bài học mà thầy đã dạy. Với xuất phát chỉ có một chiếc trống và hai con lân, chủ yếu biểu diễn trong các dịp lễ Tết Trung Thu, đến nay, đoàn lân sư rồng Dinh Trấn Võ đã là một trong những đoàn lân sư rồng nổi tiếng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, khi liên tục gặt hái được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Mới đây nhất, tại hội thi lân sư rồng các tỉnh miền Trung Tây Nguyên được tổ chức tại thành phố Hội An, đoàn lân Dinh Trấn Võ đã xuất sắc giành được giải nhất nội dung thi lân địa bửu. Thành công ngày hôm nay là cả một quá trình dài gian khổ tập luyện của các thành viên trong đoàn. Để có thể biểu diễn thì người múa lân cần có sự khổ luyện với thời gian khá dài. Tùy theo tố chất mà có những em chỉ cần học vài tháng đều có thể nắm bắt những bài múa đơn giản. Nhưng cũng có những em chỉ dừng lại ở trống học múa ông địa. Để có thể biểu diễn thành thạo một bài biểu diễn với nhiều động tác khó, thì ngoài đòi hỏi sức khỏe, kỹ thuật cao, người tập luyện còn phải đổ mồ hôi và công sức rất nhiều. Mỗi bài biểu diễn trên sân khấu chỉ 10 đến 15 phút, nhưng người biểu diễn đôi khi phải tập luyện hàng tháng trời. Thì lớp bộ này cũng có mỗi người thì anh em cũng có một thời gian tập luyện, thật sự tập luyện tới thời gian là 1 năm đến 2-3 năm mới thành đạt. Chứ không phải một ngày hai ngày là thành đạt đâu. Nhưng mà các em là mấy đêm đi cũ nên là rất là tậu. Thì thời gian đó các em học hành, có học hành nhưng mà em có thời gian để em có một cái nơi để em để tạo điều kiện cho em để sân chơi võ thuật là lăn cổ. Em đi rồi như đi chơi hư hỏng ba mẹ không quan tâm thì em cũng có quan tâm gì em tìm đó hay là em biểu về tập sân của em thì các em có hiểu là tập không có lợi gì, cái lợi là sức khỏe của mình. Ngày nay xã hội càng phát triển, dịp Tết Trung Thu đã xuất hiện thêm nhiều hoạt động vui chơi giải trí mới. Tuy nhiên, múa lân sư rồng vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các đoàn múa lân không chỉ đem lại không khí vui tươi cho mùa lễ hội, tạo sân chơi lành mạnh cho các em nhỏ đam mê, mà còn mang trong mình vẻ đẹp văn hóa truyền thống từ lâu đời, góp phần quan trọng trong việc khôi phục, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống của dân tộc.